Câu đi, câu đi. Sao mẹ ngồi cho con ngồi lên người mẹ dễ lắm. Cái ghế này sao thấp vậy? Mà sao câu đi? Câu bộ con cua nè. Mà sao câu đi bạn sao? Dây đâu rồi sao? Dây này đứt rồi con. Thôi con cầm này đi. Dây này đứt rồi, bắt chơi không được, có lấy cái gì cầm này đây. Sao câu đi, sao câu đi. Câu được gạo. Kệ đi. Kệ đại đi. Ờ. Hết đồ hít rồi. Rồi.